Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào mừng quay trở lại với channel mình đây, từ từ bảo đảm người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết như mình đây, từ từ bá đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ, và video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em tôi xin một like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật quả các sự kiện dùng chung mới nhất của game kho báu truyền thuyết anh em nhé. Ok các bạn, hôm ra hôm nay thì đến trưa này thì bắt đầu bên game poker mới có anh em, có gì đến trưa tôi mới cập nhật thêm thông tin cho anh em nhé, còn xem thêm video trưa để biết thêm thông tin. Rồi, điểm danh nào, khá nhiều cái chơi đây, con số may mắn nhận nào, bắt đầu kim cương rồi, nhận quà nhanh phát anh em. Rồi được 600 kim cương rồi ạ. Rồi hao mòn quá. Ừ đấy. Bù quá đúng rồi, bù lại. Bù lại những gì đã mất anh em. 300 đâu rồi. Đấy. Không cần phải 600 đâu anh em, bữa nay cũng không tham nữa đâu. Cho mấy quả 300 là cũng gọi là mừng lắm rồi. Rồi ok. Ui, 300 nữa ngon lành. Sáu mươi. 300. Ngon nhờ. Ok, rồi nộp. Miễn phí à? Miễn phí cái gì đây thôi nhỉ? À đây đây. Miễn phí, tội gì? Nhận. Càng nhận càng quét. 3 lần chiêu mộ group Minh Vương. Rồi ok, tiếp theo thì bắt đầu nhận quà anh em nhé. Chúng ta có quà đền bù các bạn này. Hiện tại thì chúng ta có quà đền bù anh em, 30 fill up khá là ngon. Đó, hiện tại tôi thấy cái này là đáng giá nhất các bạn. Tiếp theo thì ghé qua bên fanpage anh em nhé. Bên fanpage đang có sự kiện các bạn. Rồi ok các bạn, đây tiếp tục ghé qua bên fanpage các bạn. Đây sự kiện mới lên đâu nhỉ? Ưu đãi tháng 6 ra mắt. Thông báo bảo trì. Gửi ngàn lời chúc mừng. Nhận tay. Đâu cái này nhưng mà tôi lên sự kiện này cho anh em rồi đúng không? Ừ, qua như lên sự kiện này rồi, có mỗi quà bảo trì đó anh em đúng không? Cái lần qua cũng qua lên cho anh em rồi, đây các bạn vote vote like vote vote comment anh em. Hiện tại mới được 1K6 rồi ạ. Ồ kìa, có lên anh em, full mốc chúng ta là 2K, có lên các bạn. Sự kiện kết thúc vào 15 giờ ngày 27 là ngày hôm nay đúng không? Hôm 24 mà. Ui thoải mái các bạn, cứ bình tĩnh các bạn. Đây chúng ta có thông báo bảo trì thôi, hốt quả bảo trì, quên sorry anh em, hốt quả bảo trì thôi. Rồi ok bạn, quay trở lại in game nào. Rồi quên mất anh em, chúng ta có quả bảo trì thôi. Đã nhận nào. Đốt pháo hoa 100 lần. Nha. Đốt kiếp đốt pháo hoa là được đúng hôm đầu tiên anh em, hôm đầu tiên là nhiều kim cương nhất nhá. Mấy hồi sau này cũng bình bình thôi anh em. Không nhiều được như hôm đầu. Yo. Chào thưởng. Nhận. Rồi. Vô nào. Đến vận chuyển. Không. Ok các bạn. Đấy, cứ vào nhớ cái này ngay anh em. Làm gì làm các bạn. Vận chuyển là phải vận chuyển ngay anh em.
Rồi, ủy thác. Ok, nâng cấp tên đội nào. Rồi, ngon lành nụm thôi. Đấu xếp hạng. Và mua may quay cuồng vài ván nào. Rồi. Toàn thế. Chưa neo được hai cả điểm anh em, chúng ta đánh nghe khó khăn quá. Phải neo hai cả điểm là cái gì đấy vô cùng khó khăn các bạn. Khó khăn quá. Ok, nhận điểm nào. Rồi. Dây lây à? Dây lây là đánh hàng chéo luôn. Ok. K. K anh em. 32k. Cứ đùa các bạn. 33k. Hợp lý. Con đường vinh quang. Khiêu chiến nào. Và phát các bạn. Tới win thôi. Ok. Phần thua. Hải quân thì sao? Tầng tiếp theo. Cần quét các bạn, cần quét đi. Tính sau. Ok, từ từ. Nụ quà anh em hải quân. Ngon lành. Người cá. Càn quét. Rồi. Khai chiến. Hồi phục. Hiện tại có ai mạnh không? Cũng vậy nhưng toàn triệu mấy thôi. Hàm đội. Ok, bỏ qua lượng nào. Rồi, ngon lành. Chắc là ổn rồi các bạn. Sương sương chắc là full nhiệm vụ rồi. Full nhiệm vụ rồi anh em. Biết mà. Ôi, tiếp theo làm nhiệm vụ đây anh em này. Marco. Thế nào này, ăn đất rồi. Aguchi. Marco đánh Marco sao? Ngoan được đúng không? Ok, bỏ qua luôn đi. Cho nó gọn các bạn. Bỏ qua luôn đi cho nó gọn các bạn. Ôi máu hoài vậy. Nghe thật. Dù. Không sao anh em, hôm nay rất là dư điểm luôn này. Hôm nay sẽ là dư điểm luôn các bạn. Đó. Hôm nay được cái dư điểm các bạn nên không phải lo. Rồi sang nữa tay mất 300 kim cương hoa nữa rồi. Win Victory. Rồi tiếp tầng tiếp theo. Rồi tiếp tầng tiếp theo. Dây lây. Minh Vương dây lây.
BO Hancock. Kìa, đánh BO mà không quang được luôn hả? Đùa, Marco coi. Ừ, đấy. Ít nhiều phải như vậy các bạn. Rồi, tiếp tục anh em, tầng tiếp theo. Hôm nay có đột phá mới đây anh em. Kìa. Cứ tưởng hẹo thôi anh em, sợ nhất là hẹo thôi. Pero à? À, như Perola đúng không? Đục Flamingo. Đục Flamingo này. Rồi, Luffy không tham kít thôi đã đánh không nổi rồi. Đây Luffy Wallo mà đánh nổi thì có mà lạ lắm các bạn ạ. À. Cái nó lạ lắm. Ok, hồi máu nào. Rồi. Tiếp tục. Ngon lành anh em. Đó, hôm nay là ngon lành rồi. Phá kỷ lục trước tôi thôi anh em, chuyện là phá kỷ lục bản thân thôi. Này, bảng xếp hạng này. 54. Ui anh em lên 59 hết rồi à. Càng thế nhờ. Mà vẫn chỉ có mình đi chậm thôi các bạn. 55. Nghi đứng lại đoạn này lắm rồi này. Bố già ra trận rồi. Nghi lại đứng lại đoạn này lắm rồi. Nhìn là thấy anh em. Ok thôi. Video ngày hôm nay chắc thôi anh em tôi kết thúc đây nhé. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn bạn đã dõi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố Ất Tử Bà Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.